Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư tôn thiền đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử. Dòng đời cứ mãi êm đềm trôi theo dòng thời gian năm tháng. Thấm thoát con đã lớn khôn, mới ngày nào đây con còn nằm trong vòng tay âu yếm của mẹ. Được chăm sóc bú mớm cho từng giọt sữa, được nâng niu trong những giấc ngủ trưa hè với tiếng hát ầu ơ vỗ về. Lời ru ấy của mẹ còn vọng mãi trong con đến tận bây giờ. Chúng con biết thời gian thơ mộng ấm áp đó đã đi qua rất lâu, nhưng hình ảnh của người mẹ già sớm tối vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí con cho đến tận bây giờ. Kính thưa mẹ, ngay từ lúc con biết nói thì hai chữ đầu tiên con gọi là mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, tiếng gọi mà từ khi con bập bẹ biết nói sao mà chiều lắng thân thương quá. Mãi cho đến ngày hôm nay chúng con vẫn không sao hiểu cho hết được ý nghĩa đó. Mẹ là sự sống, là tình yêu, là bùi ngọt, là đắng cay, là hương thơm, là vốn liếng, là ánh sáng soi đường cho cả cuộc đời chúng con đi. Và rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, mỗi ngày một trưởng thành khôn lớn. Nhưng ngược lại thì mẹ ngày một già đi, những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ cũng dần dần bắt đầu xuất hiện. Đầu tóc mẹ cũng bạc trắng đi rất nhiều. Chúng con biết mẹ là người luôn luôn gần gũi, đồng hành sát cánh cùng con ngay từ lúc con còn thơ bé, cũng như đến ngày khôn lớn trưởng thành. Công ơn đó không có ngôn từ nào diễn tả cho hết được, nên người xưa có câu: ngôn ngữ trần gian là túi rách, đựng chứa đầy hai chữ mẹ ơi. Mẹ ơi, với con mẹ là tất cả, là vị Bồ Tát với tình thương bao la không bến bờ. Mẹ nâng niu thương yêu chúng con bằng cả tấm lòng, bằng cả tình thương mà mẹ có dành trọn cho con. Mỗi khi con khát, thèm ăn thì mẹ là người rót từng giọt sữa ngọt, mớm cho con từng muỗng cháo miếng cơm. Khi con đòi ngủ thì mẹ vẫn chính là người kề cạnh để đem lại giấc ngủ an lành cho con. Mẹ già hơn 100 tuổi vẫn còn thương con 80. Thật vậy, mẹ là người sống một đời vì con, sống với những tương lai hạnh phúc của con. Mẹ ơi, con nghĩ chúng con chỉ là những giọt nước, những cơn sóng ồn ào đến đi vô tình không hay biết. Chỉ có mẹ là bến bờ với cả một bãi cát trắng tinh khiết im dịu, vẫn nằm đợi chờ những con sóng vỗ về. Kính thưa mẹ, chúng con biết những gì hôm nay con có được cũng chính là những gì mẹ có đã ban tặng cho chúng con. Mẹ luôn luôn lam lũ vất vả một đời bằng đôi bàn tay khô gầy chai sạn, bằng cả đôi mắt nhìn vào đời sâu sắc với những đêm trường hiu quạnh, bằng cả tấm lưng và bằng cả đôi bàn chân run rẩy.
nhưng mẹ vẫn vững vàng từng bước để dìu dắt chúng con đi. Nhưng chúng con vẫn hờ hững ham chơi với những thú vui tạm bợ của cuộc đời trong tuổi hồn nhiên, để rồi thời gian năm tháng đã bào mòn tấm thân khô gầy ốm yếu của mẹ mà chúng con không hề hay biết. Hơn thế nữa, chúng con còn rất nhiều lần làm cho dòng nước mắt mẹ chảy dài trên đôi má, vì chúng con ham vui, luôn chạy theo những thú vui tạm bợ của cuộc sống mà con cho đó là hạnh phúc. Hạnh phúc có thật, mẹ luôn dạy cho con những điều hay lẽ phải, những luân thường đạo đức làm người, để mong chúng con khôn lớn nên người, có sự nghiệp công danh với đời, trở thành người hữu ích cho xã hội. Vậy mà chúng con không biết lắng nghe, mà ngược lại chúng con có thái độ hành động cãi lại bằng những lời to tiếng với người mẹ hiền. Mẹ ơi, chúng con đã vô tình hay cố ý với biết bao lần mẹ phải buồn lòng, phải chịu biết bao tiếng đời xấu xa cũng vì con, thì giờ đây chúng con xin được phụ phục trước ba ngôi Tam Bảo và sự chứng minh của chư tôn đức tăng ni. Chúng con xin sám hối và xin nhận được nơi mẹ lòng tha thứ. Khi nói đến tình mẹ thiêng liêng cao quý, không gì sánh bằng như trời cao bể rộng, mẹ được ví như là đóa hồng đỏ thắm tinh khiết, thì chúng ta cũng không thể nào lãng quên hình bóng người cha già vẫn âm thầm dõi bước theo con từng ngày để giúp đỡ cho con niềm tin ý chí vào đời. Mẹ là đóa hồng tươi thắm, thì cha chính là cành, là cuốn để nâng niu đóa hồng đó. Thật vậy, công lao của cha cũng không kém gì mẹ. Cha đã dành trọn tất cả những gì cha có để cho chúng con làm hành trang bước vào đời. Công lao của cha thật cao vời, không sao nói cho hết được. Được ví như núi Thái, trời cao bể rộng, cha đã làm lụng vất vả, hy sinh cả đời mình cho con được no cơm ấm áo. Cha nghiêm nghị tận tâm giáo dục cho con nên người, nhờ sự nghiêm nghị đó mà hôm nay chúng con được thừa hưởng những nhân cách đạo đức của cha, để cho cuộc sống chúng con được hạnh phúc và mọi người yêu mến. Cha là bóng cả ngã che con, là cả tình thương chẳng xói mòn, là cả cuộc đời vô biên quá, nặng nghĩa tình cha như nước non. Tình thương của cha là những gì cần thiết nhất cho cuộc sống chúng con hôm nay. Cha luôn dõi bước theo con từng ngày, không lúc nào cha không quan tâm đến chúng con. Ngay từ khi chúng con còn là cục sữa đặc trong bụng mẹ, thì cha chính là người gián tiếp mang tình thương vỗ về chăm sóc con bằng những việc làm cụ thể. Cha thức khuya dậy sớm chăm sóc mẹ, làm tất cả những công việc của mẹ để mẹ nghỉ ngơi, có sức khỏe giữ gìn thân con còn trong bụng mẹ. Hơn thế nữa, mỗi khi trở dạ để con được chào đời, thì cha là người đầu tiên lo lắng tỉ mỉ, chạy ngược chạy xuôi lo từng chút một, miễn sao được mẹ tròn con vuông. Rồi thời gian qua đi, con cũng ngày một khôn lớn trưởng thành, thì cha luôn dành thời gian bên con để chăm sóc nâng niu. Cha dạy bảo chúng con từng chút một, ngay cả khi con bị bệnh,
thì cũng không ai khác mà chính là cha, người luôn ngồi bên con, lo cho con từng muỗng cháo miếng cơm, ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất, chỉ mong sao con được khỏe mạnh. Với con, cha là niềm tin nghị lực cho con, cha luôn luôn nghiêm nghị ôn hòa âm thầm, những cha luôn mang một tình thương im dịu thầm lặng sâu tận đáy lòng mà dạy dỗ chúng con nên người. Cha chính là người cho con niềm tin, ý chí, kinh nghiệm vững chắc để bước vào đời. Cha đã ôn tồn khuyên răn cho chúng con những thói hư tật xấu, dạy cho con những giá trị đạo đức làm người. Vì tương lai cả đời con mà cha đã chẳng ngại nhọc nhằn khó khăn gian khổ, nắng sớm chiều mưa và cả những cơn mưa dầm buốt giá mùa đông hay nắng gắt trưa hè. Cha lam lũ chỉ mong sao con được no đủ. Cha ơi, con cảm ơn cha nhiều lắm, vì cha chính là người mà dẫn bước con đi trên đường đời chông gai vấp ngã. Cha còn chính là niềm hạnh phúc của con, cha còn là người thầy cao quý nhất, luôn dạy con những kiến thức đạo đức thấm đậm tình người. Cha mẹ ơi, chúng con muốn dâng lên tất cả những gì con có, từ lòng chí thành tận đáy lòng con để dâng tặng cha mẹ. Hôm nay mùa Vu Lan báo hiếu lại về, trong không khí trang nghiêm thấm đậm tình thương và theo gương hiếu hạnh ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên, chúng con được báo ơn sanh thành của cha mẹ trong muôn một. Vu Lan là ngày của tình thương, ngày hiếu hạnh của những người con có mặt trên cuộc đời. Chúng con cho Vu Lan là mãi mãi, là chúng con luôn được báo đền thâm ân. Giờ đây chúng con xin dành trọn tâm tư thành kính hướng về những đấng sanh thành, nguyện nỗ lực tinh tấn tu học và luôn là người con chí hiếu để báo đền thâm ân. Niềm sung sướng hạnh phúc cứ trôi dần theo năm tháng, con càng hạnh phúc thì cha mẹ phải càng hy sinh vất vả hơn. Cuộc sống có những lúc cơ hàng thiếu thốn, khi con bệnh hoạn ốm đau thì nỗi lo toan của cha mẹ tìm mọi cách cho con lành con khỏe, cha mẹ mới yên lòng. Cha dành hết mọi đắng cay cho con vị ngọt những ngày ấu thơ, dù cho thân mẹ xác xơ, mong cho con được giấc mơ an lành. Nhưng cha mẹ ơi, cha mẹ khổ cực dường ấy mà con có biết đâu, đến trường thì con đòi vở đẹp cặp xinh, đưa đón trễ giờ thì con buồn con giận, con lại mải mê với bạn bè, có khi cha chờ bên cổng trường mà con chẳng đối hoài. Càng lớn lên con càng xa lánh cha mẹ để thỏa thích làm theo ý mình. Có những lúc con đi học ham chơi theo bạn bè nên về trễ, bước vào nhà con thấy cha mẹ buồn, mẹ lo. Cha nói thầm với mẹ rằng vì nhà mình nghèo nên không lo lắng cho con được đầy đủ, để rồi sợ con buồn, con giận, không chăm chỉ học hành, rồi tương lai của con biết nó ra sao. Cha mẹ ơi, nỗi niềm đó ngày nay con đã cảm nhận được. Con nhớ năm xưa tiếng gió chiều thổi qua làn gió mái tranh siêu, và trong mắt mẹ buồn tê dại,
cha đứng nhìn quanh tuổi phận nghèo. Mẹ cha ơi, nhà nghèo mà cha mẹ thương yêu lo lắng cho con không hề thiếu thốn gì cả. Không muốn cho con thua kém bạn bè, con càng đầy đủ bao nhiêu thì cha mẹ phải hy sinh thật nhiều. Vì ai mà dáng mẹ gầy, vì ai mẹ đã tháng ngày nắng mưa, vì ai sáng đón chiều đưa, vì ai cha mãi sớm trưa chẳng màng. Con đã từng ngày lớn lên và trưởng thành thờ ơ giữa cuộc đời, chạy theo tình yêu, danh vọng và những điều ham muốn. Lưu lạc đó đây để rong ruổi kiếm tìm, để cha mẹ ngày đêm mỏi mòn trông ngóng, lòng luôn nghĩ nhớ theo từng bước chân con trên vạn nẻo đường. Đêm khuya đèn nhà ai còn sáng, lụy tre buồn tiếng gió buồn thiêm. Cha nói mẹ rằng nhớ con lắm, ngậm ngùi mẹ nghĩ mong con về. Cha mẹ ơi, con mãi miết đi tìm danh vọng cuộc đời với bao tủi nhục nghiệt ngã đau thương. Con thật sự đã thấm thía vì cuộc đời không ai cho con thứ tình thương mà cha mẹ đã dành cho con. Mẹ ơi, trên vạn nẻo đường con đi mới hiểu tình thương mẹ hiền. Đời con xuôi ngược bao miền, nhưng tình cha mẹ là niềm yêu thương. Rồi con đã dừng bước lại, lòng trông ngóng về nơi xa xăm. Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi, lòng buồn con đưa bút làm thơ. Chiều buồn ánh mắt buông lơi, con ngồi con nhớ lại thời ấu thơ. Một thời sáng nắng chiều mưa, tung tăng con bước mẹ đưa đến trường. Con đã trở về đây cha mẹ ơi, kìa dáng ai thấp thoáng trước đầu ngõ, với chiếc nón lá đã cũ màu, chân đi chậm chạp gầy yếu, ngước mặt chờ đợi trong sự tuyệt vọng. Mẹ ơi, con đã về đây, thế là nước mắt mẹ trào lên vì mừng quá. Con về mẹ mừng lắm, con ôm chặt tấm thân gầy yếu của mẹ. Mẹ là tất cả mẹ ơi, ngàn năm con mãi nhớ đời không quên. Bước vào căn nhà trống vắng quạnh quẻ, tất cả đã cũ kỹ vì thời gian tàn phai. Con hỏi cha đâu rồi mẹ, mẹ quay mặt vào tường rồi lau nước mắt. Con thọt nhìn lên bàn thờ, ở giữa nhà khói hương còn lan tỏa, di ảnh cha đang ở đó. Thế là cha mất rồi, con lặng người đi trong lòng nặng trĩu. Cha ơi, một kiếp sống một dòng đời trôi mãi, con đã đi mỗi gối khắp sơn hà. Cha thân yêu khắp đất trời quen lạ, con không tìm đâu thấy được tình cha. Con hụt hẫng nối tiếp những ngày tháng qua, con đã vô tình chạy theo bôn ba cuộc đời, mà quên lãng một thân âm cao cả, đã cho con hình hài và nuôi dạy lớn khôn. Để rồi hôm nay lòng não nề than khóc, bây giờ cha ở nơi đâu, bỏ con ở lại trên đời bơ vơ. Trăng khuya nhìn thấy bóng mờ, lòng con chặn tuổi con mơ cha về. Rồi một chiều thu tàn ảm đạm, đám mây đen che kín bầu trời, chiếc khăn tang phủ trắng đời con thẫn thờ như người vô trí. Từng bước nặng nề chậm rãi tiễn mẹ ra đi, con đau khổ
khổ lắm mẹ ơi. Đời con còn lại gì? Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ nhẹ rơi. Mẹ ơi, con mất mẹ là mất cả bầu trời. Từ đây bầu trời yêu thương dịu ngọt đã không còn. Cõi ấy, cõi xa ấy mẹ đi không trở lại. Khói hương buồn con tiễn biệt mẹ đi. Ôi hành trang phút cuối phải chia ly. Mảnh khăn trắng phủ mái đầu con dại. Từ đây con phải tiếp nối con đường làm cha, làm mẹ của thế hệ sau. Càng lớn con càng hiểu sâu ơn cha nghĩa mẹ nhiều hơn. Con ước mơ thời gian trở lại để ở bên cha mẹ và nói lời rằng: cha ơi, mẹ ơi, con yêu cha mẹ nhiều lắm. Và từ đây con sẽ không làm cha mẹ buồn nữa. Những than ôi, tiếc thay cha mẹ không còn. Để lo báo đáp cho tròn đạo con. Kính lạy cha, kính lạy mẹ. Hôm nay trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu là ngày chung của những người có hiếu hạnh. Dù còn mẹ hay mất mẹ thì em ơi, em vẫn là con. Xin ấp ủ trọn đời em nhé, dáng mẹ hiền giữa trái tim son. Riêng con, ngày lễ Vu Lan giờ này đã trở thành một ngày ý nghĩa, vì ngày ấy đã đưa con trở lại trọn vẹn với cuộc đời. Âm thầm con đếm bước thời gian, nghĩ nhớ song thân suối lệ tràn. Mong mỏi mau đến ngày tháng 7 lễ đàn báo hiếu hội Vu Lan. Hỏi những ai đang còn mẹ, chúng ta hãy tận hưởng tình yêu thương đó. Một tình yêu thương mà trong cuộc đời không tìm đâu thay thế được. Mẹ là cả một trời thương, cha là cả một thiên đường trần gian. Dù cho biển cạn đá mòn, tình thương cha mẹ vẫn còn bao la. Chúng ta đừng thờ ơ lúc cha mẹ đang còn sống, để rồi Vu Lan về nâng cành hoa hồng trắng nghe lòng tái tê. Mùa Vu Lan lặng lẽ về, âm thầm con cày hoa hồng trắng. Giữa bao tiếng cười của ai đang còn mẹ, ngậm ngùi rơi lệ con gọi hai tiếng mẹ ơi. Này chúng ta ơi, đã biết công ơn cha mẹ là trời biển bao la. Phận làm con phải lo đáp đền. Nếu ai chưa đáp đền được thì xin đừng bất hiếu. Đừng làm cho cha mẹ buồn khổ nhé. Không đợi một ngày kia cha mẹ mất đi mới rơi lệ ngậm ngùi, mà chúng ta hãy thận trọng nâng niu trong giây phút này. Mẹ là tặng phẩm tuyệt vời, một lần duy nhất trong đời mà thôi. Cha là tặng phẩm tinh khôi, cầu cho cha mẹ suốt đời bên con. Quý vị ơi, trên thế giới có rất nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt vời nhất đó chính là trái tim của mẹ cha. Và hôm nay chúng ta hãy lắng nghe lời nhắn nhủ của mẹ. Nếu chưa bao giờ con yêu mẹ, hãy yêu đi khi mẹ còn đây. Con biết được những dòng tình cảm ngọt ngào êm dịu lẫn nồng say. Hãy yêu đi khi mẹ còn biết, đừng chờ đến lúc mẹ ra đi. Ghi lời yêu dấu lên bia đá, mỹ từ trên phiến đá vô tri.
hãy nói lên lời con muốn nói. Đừng chờ lúc mẹ đã ngủ say, một giấc ngủ không bao giờ dậy. Ngàn đời ngắn cách chẳng ngày mai, đó là chia ly là tự biệt. Chẳng bao giờ nghe được tiếng con. Nếu yêu mẹ dù là một phút, hãy nói đi khi mẹ sống còn. Nói đi con, lời nào yêu dấu cả tấm lòng hiếu thảo của con, để mẹ nâng niu như báu vật, cho tình mẫu tử thấm như son. Trong giờ phút thiêng liêng này, trong ánh sáng của từ bi, của lòng hiếu hạnh, chúng con một lòng thành kính dâng lên Đấng Thế Tôn, dâng lên chư vị ân sư, và với tất cả lòng thành dâng lên hai đấng sinh thành. Nguyện cầu song thân luôn được sống trong an lành với lòng tri ân vô hạn. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha.